Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống ở California. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách tỉa cành cây cà chua sao cho có nhiều cành và nhiều trái nhé. Bây giờ các bạn thấy cái cây cà chua mình nó đang rất là xum xê, thì mình phải tỉa bớt đi, tại vì nó quá nhiều. Mà cái thời điểm này nè, khi mà nó mình gieo từ hạt mà nó lên cỡ hơn một gang tay á, thì mình ngắt đọt đi. Mình ngắt đọt là lần thứ nhất thôi. Bây giờ nó đã mọc xum xê thế này rồi thì mình sẽ ngắt đọt lần thứ hai. Khi mà bắt đầu nó ra xum xê mà nó có những cái bông nhỏ nhỏ nè đó, nó bắt đầu, khi mà bắt đầu nó ra bông như thế này á là bắt đầu mình thời điểm ngắt đọt lần thứ hai đó, với lại tỉa bớt những cái lá đi thì nó sẽ ra rất là tốt. Mình sẽ cho các bạn thấy cách tỉa lá cây cà chua nha. Những cái lá ở dưới đây nè các bạn, mình tỉa bớt cái lá ở dưới đi. Với lại những cái cành non ở dưới á, cành con á, mình cũng bỏ luôn đi, tại vì nó cũng không có lớn được đâu. Mình bỏ bớt những cái lá, những cái nhánh ở dưới nè, để cho nó ra những cái nhánh mới mà nó ra được nhiều trái hơn. Cái cà chua thì nó rất là cần nắng và nó cần nước. Các bạn phải trồng chỗ nào mà phải có 6 tới 8 tiếng nắng một ngày đó. Với lại nó cần tưới nước, các bạn tưới nước là một tuần 3 lần nhé. Những cái nhánh con như thế này nó nhỏ như thế này nó không có phát triển đâu, thành ra mình cứ bỏ đi để nó sẽ mọc ra những cái nhánh mới khỏe hơn, tốt hơn, là nó ra trái được nhiều hơn. Và mình gắt những cái đọt này đi để cho nó ra được thêm nhánh này. Bây giờ thì nhìn nó hơi gọn gàng hơn một tí rồi đó. Mình sẽ ngắt thêm mấy lá nữa, và mấy cái đọt mình nó ngắt hết trơn rồi đó. Những cái đọt này nó sẽ mọc ra thêm rất là nhiều nhánh và bắt đầu nó sẽ ra rất là nhiều trái. Và các bạn nhớ là nó rất cần nắng nha, tại vì những chỗ mà không có đủ nắng 8 tiếng một ngày, 6 tiếng tới 8 tiếng một ngày nó sẽ cũng ra bông, nhưng mà nó đậu trái mà rất là eo ọt và rất là ít chứ không có được nhiều. Và nhớ tưới nước nha, tại cây này rất là cần nước, một tuần phải tưới 3 lần đó các bạn ạ. Đó là nhiệt độ cỡ 60 tới 70 độ F á. Còn nếu mà chỗ nào mà trên 80 độ F á thì các bạn có thể phải tưới một tuần 4 tới 5 lần vậy. Thì nó mới có kết quả nhiều trái được. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Tạm biệt.